Xin chào tất cả các bạn. Đây là cái video mà mẹ Si quay lại hết cái hành trình mà mẹ Si đưa ông ngoại đi bệnh viện á. Tự nhiên ngày hôm trước á, ông ngoại nói là ông ngoại bị đau hết cái thắt lưng luôn, di chuyển rất là khó. Ông ngoại nghĩ là ông ngoại bị thận nên sáng sớm cái hai cha con đi xuống bệnh viện để mà phẫu thuật, để lấy cái sỏi thận đó ra. Đi đến bệnh viện Mỹ Phước thì mình không có bốc số để khám tuần tự như những người khác, mà mình đưa ba thẳng vào cấp cứu luôn. Mình nói với bác sĩ là ba em bị đau nhiều lắm và xin bác sĩ cho vào phòng cấp cứu. Dù sao thì mình cũng đã có dự định là cho ba nhập viện, như mình bốc số và chờ đợi tuần tự đến cái lượt của mình thì sẽ rất là lâu. Sau khi mà mình đưa ba thẳng vào phòng cấp cứu thì bác sĩ làm thủ tục xong thì bác sĩ dẫn ba đi chụp X-ray á các bạn. Nãy giờ mình vẫn còn đang ngồi đợi ba mình. Chụp cái gì vậy? Chụp hết người luôn không? Sau khi ba mình được chụp X-ray xong rồi thì bác sĩ làm thủ tục cho ba mình nhập viện luôn. Đi bằng thang máy lên tầng 4. Mình tầng mấy trời? Tầng 4. Mình đăng ký phòng dịch vụ cho ba, cho ba được ở lại thoải mái hơn. Phòng dịch vụ này có 4 giường bệnh, có tủ lạnh, máy lạnh, tivi, có cả salon nữa. Nhà vệ sinh thì cũng nằm ở trong đây. Ở đây mỗi một người bệnh thì chỉ cho phép một thân nhân nuôi bệnh thôi. Hiện nay đang dịch Covid đó các bạn, nên sẽ không có cho người thân hay là bạn bè đến thăm gì hết. Ở đây là phía bên ngoài nè các bạn. Khi mà bác sĩ đi vào khám cho bệnh nhân thì tất cả các người thân nuôi bệnh ra đây ngồi chờ từ 7 giờ rưỡi cho tới 11 giờ trưa thì người thân mới được vô. Ba của mình được chẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm đó các bạn, nên sẽ được kết hợp trị liệu giữa Đông và Tây y luôn. Ba của mình được đẩy xuống phòng vật lý trị liệu để điều trị. Vào đây là để chăm cứu các bạn. Ở đây tất cả mọi người nằm ở đây là đang được chăm cứu. Mình thì ngồi đây đợi luôn, đợi để đẩy ba về. Giờ chăm cứu xong rồi mình đẩy ba mình đi ra ngoài kia ngồi cho nó mát, chứ lên phòng thấy tù túng. Ra được mà. Này ra căng tin chút được. À đi cái đi. Đi đúng đường. Đi ra ngoài đó ngồi. Đi xa xa đi. Cái gì ca này? Này không có cái thắng à. Có chứ nè. Có thắng hả? Thắng trước này đúng rồi, có thắng. Cái đâu phải người đẩy thắng mà cái người ngồi đó. Thì ra cái này người ta đi tay qua chỗ nào. Nắng qua, qua đây nè, đâu qua bên này. Thì thôi mình đừng qua đó. Đấy, con mua đồ ăn bình thường này chút xíu mua lên được rồi. Không, mình ngồi ngoài này đằng xa là người hút thuốc còn miếng này đi. Con vô mình ở đó ngồi bên đó. Con vô mình con thôi. Con vô con mua cái thuốc. Ngồi đây. Ngồi mình thôi. Thuốc là đừng gần ai. Ba buồn quá, ba ra đây ngồi. Mới đi vật lý trị liệu xong á các bạn.
sang bên kia. Đi bắt cơm cũng chỗ nào mát mát rồi chơi chút thì vô, mà đây không có chỗ nào mát chắc này đâu, khó lên. Rồi cái lâu cái lối vô thế nào, dạo qua đây nè. Đi con xíu nào, đây bà nó quái. Cảm ơn. Bên đây mát à, còn qua bên kia mình lấy nước thôi nha. Đây, lấy nước cũng. Ở đây cũng mát. Rồi bên đây. Thôi thì qua nói chuyện là đấy. Ừ, đứng đây thôi, đứng như này thôi. Ừ, đi đâu chứ? Ừ, có gì uống cả. Kem đá xoài gì đó, rồi đủ thứ trong người ly. Rồi đây còn ly ba ly hút. Cái này nó mát. Nó mát. Có muỗng kìa ba. Bỏ cho nó ngủ đi. Dạ. Buổi chiều nóng quá. Đi vật lý trị liệu xong hai cha con mình đi uống kem chanh xoài. Chanh dây với xoài. Ngồi qua đây uống cho nó mát chút xíu rồi lên. Bệnh viện này rộng lên, rộng mà sạch sẽ. Đá cho nó mát. Đến giờ y tá vào chích thuốc với lại phát thuốc. Hôm nay hên sao mà người thân không có bị đuổi ra ngoài. Chị hai mình với lại em dâu đến thăm ba nè. Mua đồ ăn quá trời nha. Tại vì bệnh viện quy định là không cho người thân đến thăm á các bạn. Nên mấy chị em mình á dẫn ba xuống dưới đây ngồi chứ không có cho lên phòng. Lên phòng là bác sĩ không cho đâu. Bác sĩ nói mấy chị em ngồi chơi với ba khoảng 2 tiếng. Thì mọi người đi về. Còn mình tiếp tục ở lại thăm ba. Thôi ba. Cái bác bên giường bên đây bệnh nặng lắm nè các bạn. Là 80 mấy tuổi rồi. Bây giờ chích thuốc để cho đỡ đau thôi chứ. Người nhà đang chuẩn bị đưa bác về á. Về nhà để chờ đi thôi chứ không có chữa trị được nữa. Còn bác bên đây á, thì bị tràn dịch màng phổi nè, cũng nặng lắm. Mà bác sĩ nói mà hút dịch ra đó thì dịch nó lại quay trở lại còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa. Nên cứ để cho bác sống trong cái dịch đó chứ không có hút ra. Khi đi đến bệnh viện rồi á, mới thấy cái cảnh những người bệnh. Tội nghiệp. Sáng hôm nay thì ba mình đau nhiều á, nên không có dậy ăn sáng luôn. Cứ nằm đó đó. Không phải bên kia, sau bên đây ba, bên kia là bên một liều thuốc giảm đau rồi á thì ở giữa phòng 6 nè. Ba mình đi ra ngoài tìm bà giấy số để mua giấy số. À trong cần gì kiếm cái bọc ba cầm mà ba lụm hai trái xong rồi ba đem bỏ túi thôi. Cần tính vậy là phải đi tìm bà giấy số ngay. Ta thấy cái cây cau có hai ba trái gì đi. Nó rụng xuống nên hai cha con mình lại đây lụm cái hộp để với nhà chồng. Ương được không ba? Ủa cái thấy ba mình đi lại khỏe vậy thôi. Tại vì vừa mới chích thuốc giảm đau xong á các bạn. Chứ khi mà hết thuốc rồi là ba mình nằm mê man.
đau lắm. Tấm đại có thằng nút chứ mấy. Mới nào cũng được ở. Mới lần tới chỗ này chỗ qua thì cũng qua quá ha. Dạ. Cũng quen mới vô cái làm gì trước mặt. Dạ, cởi nó đi. Bác giường bệnh bên đây chuẩn bị xuất viện. Thật ra bác cũng có không khỏi bệnh đâu, mà gia đình đưa bác về gần nhà để chữa trị. Khi mà nằm viện, bệnh nhân chỉ mong mỏi một điều là được khỏi bệnh và về nhà. Nhưng mà về nhà trong tình trạng mà chưa khỏi bệnh, thật sự cũng rất là buồn phải không các bạn? Dạ, thôi dạ. Chào anh chị. Bác về khỏe nha bác. Dạ. Thế về chị. Dạ. Miễn nghĩa vụ rồi đó. Ở bệnh viện nhiều ngày thì ăn đồ ăn ở căng tin bệnh viện rất là ngán, nên mình ra ngoài mua, mà bệnh viện đóng cổng không có cho ra, nên tụi mình đứng ở hàng rào nè, rồi cứ gọi đi chị... đồ ăn thì chủ quán bên kia họ sẽ đem qua bán cho mình. Dạ. Hôm nay mình đưa ba xuống căng tin ăn luôn chứ không có mua đem lên phòng nữa. Dạ. Đi ra ngoài cho ba được thoải mái hơn. Chắc xa. Ở đây là căng tin bệnh viện nè các bạn. Ngày nào cũng món sườn ram, tôm ram, cá kho, có nhiêu đó ăn hoài một tuần nay hai cho con ăn này thì là ngán luôn. Ổng ăn biết làm sao, tại vì nhà mình xa quá mà. Thôi mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Buổi tối thì người thân được phát mấy cái ghế bố nè các bạn. Người thân sẽ ngủ trong ghế bố này. Chuyển phòng không cũng biết cần gì để chuyển viện. Chuyển phòng thôi, là nó cũng biết tới đầu, không biết bắt đầu. Có đi, có đi được đâu. Có đi được đâu. Nước khen bác sĩ, sao? Trong mỗi cái bệnh viện đều có một cái am để thờ cúng Phật hay là Thiên Chúa giáo. Mọi người sẽ vào đây để thắp hương cầu nguyện cho nhanh khỏi bệnh để được về. Ba mình cũng vào đây để thắp hương nè các bạn. Sau 9 ngày ở bệnh viện cùng ba thì bây giờ hai cha con mình cũng được xuất viện đi về. Ba mình hiện tại thì cũng đỡ thôi chứ không có khỏi hẳn, mà về bệnh viện gần nhà để tiếp tục chăm cứu để điều trị. Bởi vì cái
thất tỷ để đệm này á cũng khó khỏi lắm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cuộc hành trình của hai cha con mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Bye bye tất cả các bạn nhé.